Chúng ta làm câu có mã số là 1124 này. Ở đây người ta cho võ nguyên tử có điện tích là chừng này. Chúng ta biết là võ nguyên tử là chứa hạt electron, do đó đây điện tích nó là âm. Đúng không ạ? Ở đây mình nhớ lại cho thầy này. Điện tích của một hạt E, được chưa? Là bằng âm 1,602 nhân cho 10 mũ trừ 19 coulomb. Rồi. Như vậy đây chúng ta sẽ tìm được hạt E. Được chưa? Cũng tìm hạt B, cũng tìm được số hiệu luôn. Bằng cách chúng ta lấy gì? Lấy tổng điện tích chia cho điện tích một hạt E. Em lấy 32,04 nhân cho 10 mũ trừ 19 coulomb chia cho điện tích một hạt E là 1,602 nhân cho 10 mũ trừ 19 coulomb. Thì bạn để cho thầy như thế này. Ở đây em để thấy dấu trừ không? Nếu đây là em để dấu trừ thì dưới này để dấu trừ. Còn nếu không để thì chúng ta sẽ không để. 10 mũ trừ 19 chia cho 10 mũ trừ 19 là hết. Như vậy chúng ta lấy thằng này trên này là xong. Lấy 32,04 chia cho 1,602. Ở đây mình tính được là bằng 20. Được chưa? Như vậy người ta cho tổng hạt là bằng 60. Như vậy tổng hạt là bằng E cộng P cộng gì? Cộng N. Đúng không em? Bằng 60. Tương đương. Yêu cầu chúng ta là tìm ký hiệu, tức là chúng ta đi tìm số khối đúng không ạ? Hạt E chúng ta là bằng 20. P cộng N này chúng ta gom lại thì nó sẽ là gì? Nó phải là số khối A không? Bằng 60. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được A ở đây là bằng 40. Rồi. Khi chúng ta biết được là gì? E là bằng P bằng Z bằng 20. 20 nhân 2 là bằng 40. 40 là nguyên tử khối của canxi. Đúng không em? Như vậy đây là canxi. Như vậy để tìm ký hiệu thì chúng ta nhớ cho thầy như sau. Ký hiệu của một nguyên tử đó là gì? Đầu đội mũ khối chân mang dép. X của chúng ta là canxi, đúng không? Mũ là 40, canxi 20. Đó. Như vậy cô đúng ở đây mình chọn là cô C.